Vâng, xin chào anh chị các bạn. Tiếp tục chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo, phần thứ hai là những nguyên tắc quan trọng của Kinh nghiệm sale. Trong phần trước tôi đã trình bày với anh chị một số những nguyên tắc cơ bản của một người làm sale để có thể trở thành một kinh nghiệm sale. Thì trong video này là phần nối tiếp, là phần số 2, thì tôi sẽ trình bày tiếp một số những nguyên tắc nữa và đưa ra một số những công thức cũng như là cái cách thức để chúng ta trao đổi, được chưa ạ? Vâng. À, một cái nguyên tắc nữa tôi muốn trình bày trong video này đó chính là hiện nay thì trong cái nghề sale hiện đại thì người ta đề cao cái chuyện là không phải là bạn biết ai mà là ai biết bạn. Tức là người ta muốn nói đến rằng là cái người làm sale như chúng ta ấy là phải trở nên nổi tiếng hơn, là phải có mối quan hệ rộng hơn, và người ta phải biết đến chúng ta. Chúng ta là một cái người bán hàng có uy tín, chúng ta là một người bán hàng được khách hàng yêu thích, được yêu mến, có đúng không ạ? Là chúng ta trở nên nổi tiếng, chúng ta thành công trong lĩnh vực của chúng ta. Ví dụ là như vậy. Vậy thì để làm thế nào để cho nhiều người biết được đến chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng các công cụ online marketing như là Facebook, Instagram, Zalo, YouTube, đúng không ạ? Website, blog cá nhân. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể tham gia vào các cái group, các cái diễn đàn để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu. Vâng, hãy nhớ rằng là không phải là bạn biết ai mà là ai biết bạn. Đó chính là một cái quan điểm cho chúng ta thấy rằng là với một cái nghề sale hiện đại, chúng ta muốn trở thành những cái vị trí cao cấp trong bán hàng trong tương lai thì hãy trở thành những người nổi tiếng, trở thành những người giỏi nhất. Và chúng ta hãy nhớ rằng là nếu như những người đứng đầu ngành nghề đó mà người ta biết đến bạn, chứng tỏ rằng là bạn đã có thương hiệu, bạn đã có uy tín, được chưa ạ? Vâng. Cái ý tiếp theo trong video này, phần thứ hai, tôi muốn nói rằng là hãy bán hàng online or die, đúng không ạ? Bán hàng online or die tức là sao? Ý tôi muốn nói là nếu không bán hàng trực tuyến thì chúng ta có thể sẽ bị chết. Bởi vì hiện nay theo xu hướng của xã hội cũng như tại thị trường Việt Nam thì việc bán hàng trực tuyến hiện nay đang rất rất là phổ biến. Các bạn có thể bán hàng qua Facebook, bán hàng qua website, sử dụng các công cụ quảng cáo trực tuyến như là YouTube, như là Google AdWords, sale web, đúng không? Email marketing, v.v. Bill Gates đã từng phát biểu cách đây 10 năm là nếu như bạn không kinh doanh trực tuyến thì có thể bạn sẽ bị phá sản hoặc là bạn sẽ phải đóng cửa doanh nghiệp của mình. Và điều này thì tại thị trường Việt Nam cũng đang cho thấy online marketing cũng như là bán hàng trực tuyến đã đem lại thu nhập cho rất nhiều người và các cái những người làm kinh doanh bán hàng ở trên mạng, đúng không ạ? Và bản thân tôi là một chuyên gia chuyên dạy về bán hàng và quảng cáo trực tuyến thì tôi cũng thừa nhận rằng là hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ, có rất nhiều các bạn bán hàng trực tuyến có thu nhập từ 10 triệu đến 20 triệu, thậm chí 100 triệu, thậm chí 1 tỷ đồng một tháng là chuyện hết sức bình thường. Và xu hướng online marketing, xu hướng bán hàng trực tuyến nó sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai với cái sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là về công nghệ thông tin như là smartphone ngày càng đẹp, ngày càng xịn, đúng không ạ? Các thiết bị máy tính bảng, internet, wifi, 3G, 4G, 5G rất là phát triển. Cho nên chúng ta sẽ ngày càng yêu thích công nghệ, ngày càng lệ thuộc vào công nghệ. TV cũng được kết nối, tủ lạnh cũng được kết nối. Người ta gọi là thế hệ Internet of Things, đúng không ạ? Ý tôi muốn nói là gì? Nếu như bạn đang chưa bán hàng trực tuyến thì hãy ngay lập tức bắt tay vào cái việc là học các chương trình bán hàng trực tuyến thông qua Facebook, thông qua website, thông qua sale, thông qua email marketing, thông qua Zalo, thông qua YouTube, những công cụ mà tôi đã nói. Bạn không thể cưỡng lại xu hướng này. Chỉ có thể là nếu như bạn không bán hàng trực tuyến thì bạn sẽ mất đi một nửa hoặc hơn một nửa số lượng khách hàng, chứ không phải chỉ là một nửa, được chưa ạ? Còn nếu như bạn vẫn đang sống khỏe, đang tồn tại bằng phương thức bán hàng truyền thống thì xin chúc mừng bạn. Nhưng hãy nghe lời tôi, hãy ngay lập tức online đi, bởi vì nếu không bạn sẽ đài. Online marketing nó không đơn thuần chỉ là việc bán hàng, nó có thể giúp các bạn làm quảng bá, xây dựng thương hiệu, nó có thể giúp các bạn là duy trì và chăm sóc mối quan hệ với khách hàng. Các bạn hiểu như tôi chưa? Đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng. Và tôi thành thật khuyên các bạn là nếu như các bạn chưa biết gì về online hoặc chưa sử dụng những công cụ nào đó thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ với công cụ Facebook, với công cụ sale, với công cụ AdWords, với các công cụ diễn đàn, YouTube, đúng không ạ?
Ví dụ như các bạn đang xem video này, rất có thể nó đã được đăng trên YouTube mà các bạn đang xem. Và hoặc là các bạn đã xem những cái chương trình video bài giảng trực tuyến của Phan Anh và các đối tác của Phan Anh, có đúng không ạ? Vâng. Cái nguyên tắc thứ ba là tôi muốn nói trong cái phần số 2, những nguyên tắc căn bản của người sale, đó là phải biết xây dựng mạng lưới. Tôi hay nói vui là xây dựng mạng lưới thì tươi không cần tưới. Tức là sao? Tôi sử dụng cái đồng âm ươi để cho chúng ta thấy vui vui thôi. Nếu như chúng ta biết xây dựng mạng lưới, gọi là selling network, tức là chúng ta mạng lưới bán hàng, có thể đó là các cộng tác viên cấp dưới của chúng ta. Đó. Chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay các cái mô hình bán hàng mỹ phẩm, người ta sử dụng cái đội ngũ cộng tác viên rất là nhiều. Thí dụ như là họ có thể phát triển ở cấp độ tỉnh là có bao nhiêu cộng tác viên, cấp độ huyện có bao nhiêu cộng tác viên, cấp độ xã có bao nhiêu cộng tác viên, và họ chiết khấu trực tiếp cho các đại lý như vậy. Và như vậy hệ thống nó sẽ tự bán mà bạn không cần phải chi tiền quảng cáo. Xây dựng mạng lưới, các bạn có thể học những cái đơn vị người ta chuyên bán hàng đa cấp. Tất nhiên tôi muốn nói đến đa cấp chân chính, thí dụ như là Amway, thí dụ như là Apply hay là Nu Skin. Các bạn nhìn vào đó và các bạn học hỏi cái cách họ xây dựng thành công như thế nào về mặt mạng lưới. Hay là bảo hiểm, bảo hiểm cũng là một cái hình thức mà người ta xây dựng mạng lưới những người tham gia cộng tác vào quá trình bán hàng. Ai cũng có thể trở thành người bán hàng và họ tuyển dụng những người bán hàng như vậy. Đó chính là ý tôi muốn nói là xây dựng mạng lưới. Và đặc biệt nhờ có online marketing, nhờ có internet, nhờ có mạng xã hội, chúng ta có thể xây dựng mạng lưới các cộng tác viên bán hàng trực tuyến. Ví dụ như là trên mạng có rất nhiều người, người ta đưa ra những cái hình thức là gì ạ? Bán hàng không cần vốn, chỉ cần có Facebook, chỉ cần có Zalo, đúng không ạ? Chúng ta cứ đăng hình lên, rất có thể ngày 1, ngày 2 chúng ta chưa có khách hàng, tuần 1, tuần 2 chưa có khách hàng, thì tháng thứ nhất, tháng thứ hai chúng ta sẽ có khách hàng. Đó là cái cách chúng ta xây dựng. Và chúng ta sở hữu hàng nghìn người bán hàng trong tay. Tất nhiên chúng ta sẽ có những cái sự sàng lọc, sự chọn lọc nhất định về độ tuổi, về tính cách, về ngoại hình, rồi về những cái tiêu chí liên quan đến Facebook hay là Instagram, như là số lượng bạn bè, số lượng theo dõi, mức độ uy tín, vân vân. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng, hãy bắt đầu ngay từ việc xây dựng mạng lưới thì chắc chắn việc bán hàng sẽ là tươi không cần tưới. Ok, được chưa ạ? Cái nguyên tắc tiếp theo là tôi muốn nói với các bạn rằng là hãy giúp khách hàng mua chứ đừng có bán. Vâng, đây là một cái quan điểm mà rất là hiện đại, là rằng chúng ta hãy tư vấn cho khách hàng, hãy đưa cho khách hàng một giải pháp thay vì là một sản phẩm, hãy đưa cho khách hàng những lợi ích thay vì là những tính năng. Đấy, hãy giúp khách hàng mua hàng chứ đừng cố bán, đúng không ạ? Như thế nào gọi là giúp khách hàng mua? Thí dụ như là chúng tôi làm hội thảo để mà bán khoa học tiếng Anh, thì thông thường như chúng ta vẫn thấy đấy là chúng ta sẽ đưa khách hàng đến trung tâm của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ talk nói về tiếng Anh của tôi tốt như thế nào, trung tâm của tôi tốt ra sao, chúng tôi có gì ưu việt, chúng tôi có gì hấp dẫn, đúng không ạ? Ai cũng nghĩ được như vậy. Thì đây là một cái mô típ hết sức thông thường và hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khác biệt, đúng không ạ? Bạn phải làm khác đi. Bạn có thể mời một cái diễn giả có con đang học ở nước ngoài, đang rất là thành công, học Harvard hay học Stanford, đúng không ạ? Hay là người ta được cái học bổng toàn phần của những trường rất lớn, ví dụ như vậy. Thế thì người ta sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách mà đưa con vào trường đại học như thế nào, cách người ta nuôi dạy, cách người ta đầu tư. Thế thì phụ huynh khác sẽ nhìn vào đó, và đó chính là cách tôi gọi là chúng ta sẽ giúp khách hàng mua chứ không phải là bán, đúng không ạ? Giúp khách hàng nhận thức và hiểu ra vấn đề của mình bằng những cái hình thức khác nhau, chứ không phải là chúng ta trực tiếp nói về bản thân của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng những người thứ ba uy tín để nói về chúng ta. Đó. Thế thì như tôi đã nói là khách hàng luôn muốn giải pháp thay vì sản phẩm, luôn muốn lợi ích thay vì tính năng, hãy nhớ điều đó, được chưa ạ? Vâng. Một cái nguyên tắc nữa, đấy là chúng ta hay nói về cái giá trị thì cao hơn giá cả. Đấy. Vậy thì chúng ta hãy nhớ cái nguyên tắc này là chúng ta sẽ không hoặc là chưa nói về giá nếu như mà chúng ta chưa nói về giá trị, chưa nói về lợi ích cho khách hàng. Hay là chúng ta sẽ không báo giá qua email hay qua điện thoại với một cách tùy tiện, được chưa ạ? Vâng. Một cái nguyên tắc nữa, đấy là tôi cũng muốn các bạn phải hiểu rõ, đấy là chúng ta phải biết
tạo ra các cái chính sách bán hàng thật là tốt, đúng không ạ? Cái chính sách này thì chúng ta cũng phải xem xét dựa trên đối thủ, dựa trên xem xét dựa trên tiềm năng trực tiếp của bản thân chúng ta. Đấy, thì chúng ta tạo lập các cái chính sách, ví dụ như là đổi trả, khuyến mại, giảm giá, giao hàng, vân vân. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra những cái bộ chính sách sale hết sức là linh hoạt, hết sức là có lợi cho khách hàng. Đấy, và chúng ta cũng phải thực thi một cách nhất quán, đúng không ạ? Tránh cái việc bị xung đột kênh giữa các kênh hoặc giữa các sale với nhau. Hiện nay nó cũng có những tình trạng như là sale là cướp khách của nhau, đúng không ạ? Rồi thì lấn sân nhau, rồi thì giảm giá, rồi thì tạo ra những cái cạnh tranh không lành mạnh giữa nội bộ sale với nhau hoặc là giữa các cái showroom với nhau, trong tình huống là nếu các bạn là một sale ô tô hay là sale bất động sản. Tôi lấy ví dụ như vậy, được chưa ạ? Một cái nguyên tắc nữa mà tôi nghĩ rằng đó chúng là chúng ta cần phải am hiểu thực sự về khách hàng, về cái nhu cầu của họ, về cái nhu cầu ẩn chứa bên trong của họ, để từ đó chúng ta đưa ra được những cái tư vấn, những cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Ngoài ra thì cái việc nắm bắt thông tin của khách hàng đấy, thì chúng ta cũng biết tạo ra những cái tính cấp thiết, đúng không ạ, tính khan hiếm, các cái chương trình khuyến mại hấp dẫn nằm trong bộ chính sách đó. Thế rồi thì chúng ta cũng phải hiểu biết về hành vi, thái độ, cách thức tiêu dùng của họ như thế nào, nắm được cái khung giờ, cái hành vi mua, vân vân. Thì trong những cái phần tiếp theo tôi sẽ trình bày kỹ hơn về cái phần tâm lý cũng như là tìm hiểu khách hàng mục tiêu của chúng ta. Đó, thì trên đây là toàn bộ những cái nguyên tắc cơ bản mà tôi cho rằng là rất là quan trọng đối với một người làm sale như chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng người làm sale không phải là nhân viên kinh doanh thông thường, mà chúng ta là những người bán các sản phẩm có giá trị cho khách hàng, và chúng ta có thể leo lên các cái vị trí rất cao trong xã hội và tạo ra được cái thu nhập cho bản thân mình. Đó, thì trước khi kết thúc cái những bài nguyên tắc này thì tôi có lấy một cái ví dụ như này để cho các bạn là tham khảo, đúng không ạ? Thế thì hôm nay tôi vừa đi dạy một chương trình kinh nghiệm sale về cho một lớp của tôi rất là đông, khoảng 40 học viên. Thì có một bạn bất động sản, bạn ấy nói, ý tôi mà nói là sale bất động sản đấy, bạn nói rằng là sếp của bạn ấy, đúng không ạ, cái người trưởng nhóm, người ta bán hàng một cái căn bất động sản cho một chị giám đốc của công ty, một cái căn chung cư. Đấy, sau khi bán được cái căn chung cư này cho cái chị này xong, hợp đồng tiền năm xong xuôi hết, thì anh này vẫn đặt cái mối quan hệ rất là thân thiết với chị này, bằng cách là đến cảm ơn cả công ty, đến cảm ơn chị, mời cả công ty đi ăn tối, đi hát hò rất là vui vẻ. Đó. Thế rồi thì vào những cái ngày lễ lạc và những cái ngày sinh nhật của công ty và của chị thì anh này dù là bán hàng xong rồi, đúng không ạ? Thường như chúng ta là bán hàng xong là xong, đúng không? Chúng ta không làm gì nữa, đúng không? Thế thì anh này vẫn mang hoa đến tặng cho cả công ty, tặng cho cả chị, và chị rất là thích, rất là quý anh này. Và sau đó thì bằng cái mối quan hệ của chị thì chị đã giới thiệu cho anh này thêm rất là nhiều các cái khách hàng mới. Từ một cái căn đã bán cho chị này, anh sale bất động sản này đã bán được thêm khoảng 5 căn là bạn bè, anh chị em trong gia đình của chị. Thế rồi công ty của chị lại có đối tác nước ngoài là người Hàn Quốc và người Nhật bán hàng cho cái công ty này và cũng sinh sống tại thị trường Việt Nam. Thế thì chị này sẽ lại tiếp tục giới thiệu đối tác nước ngoài mua nhà định cư tại Việt Nam, đặc biệt là người Hàn Quốc, người ta mua rất là nhiều. Và anh này lại tiếp tục môi giới bán thành công cho những khách hàng của chị này. Và khi cái người Hàn Quốc này người ta mua xong, người ta lại giới thiệu anh em bạn bè và những người ta sống ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư và định cư. Đấy, thì một cái câu chuyện như vậy các bạn sẽ thấy rằng là dây cà nó ra dây muối. Nếu mà các bạn mà có những cái nguyên tắc chăm sóc khách hàng rất là tốt, từ một khách hàng nó sẽ dẫn cho chúng ta thêm những cái khách hàng mới, đặc biệt là trong lĩnh vực như là bất động sản hay là xe hơi hay là những cái sản phẩm có giá trị cao, thì chúng ta hãy tập trung vào những khách hàng hiện tại thay vì là chúng ta đi tìm khách hàng tương lai. Tất nhiên câu chuyện đó là một câu chuyện có thật và để giúp cho các bạn hiểu rằng một kinh nghiệm sale sẽ được thể hiện như thế nào. Vâng, cuối cùng thì các bạn hãy làm một cái bài tập cá nhân nhỏ nhỏ, đó là hãy viết ra những nguyên tắc sale của chính các bạn và so sánh với những cái nguyên tắc mà tôi đưa ra. Sau đó thì hãy phát triển những nguyên tắc tốt đẹp nhất, có lợi nhất cho bản thân mình. À,
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.